Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với bản tin cập nhật thị trường ngày 12 tháng 5. Hôm nay cũng là mùng 1 đầu tháng, xin chúc quý vị và anh chị có một ngày giao dịch, một tháng giao dịch được hiệu quả. Thì cái tâm lý của thị trường hiện tại có thể nói ra là cái mối lo về lạm phát tăng cao đang chi phối thị trường. Điều này là một mối lo nha. Bằng chứng là chúng ta thấy rằng Bond Yield hiện tại thì đang đi lên. Cái phiên trading ngày hôm qua ấy, Bond Yield tăng 1,45%. 1,45%, mọi người nhìn đây sẽ thấy này. Thì kèm theo đó là cái sự bán tháo mạnh mẽ trên cái thị trường cổ phiếu, trên thị trường chứng khoán. Chúng ta thấy là các cái chỉ số chính của chứng khoán Mỹ thì đều giảm khá là mạnh. Dow Jones giảm 1,36%, S&P 500 giảm 0,87. Cổ phiếu công nghệ thì mặc dù giảm rất mạnh vào đầu phiên nhưng mà cuối phiên thì nó đã cover lại được cái mức loss, cái mức lỗ của mình. Đây mọi người nhìn thấy là một cái cây nến giảm rất mạnh đầu phiên nhưng mà cover mức loss. Tuy nhiên từ cái quan điểm cá nhân và từ những cái phân tích, những cái cơ sở dữ liệu thị trường thì mình cho rằng cái cú phục hồi hiện tại của thị trường này chưa xóa nhòa được cái mối lo ngại hiện tại. Khi mà Bond Yield, cái lạm phát tiếp tục vẫn còn đang trong cái xu hướng tăng lên, và nếu như nhìn trên cái biểu đồ ngày như này thì chúng ta thấy rất rõ rằng đây giống như là một cái quá trình correction, cái giai đoạn khoảng chừng một tháng qua nó giống như correction, tức là cái điều chỉnh ấy. Và giờ thì nó đang lấy lại cái đà tăng, nó đang trở lại cái xu hướng tăng của mình rồi, đấy. Và cái ngày hôm nay á, thì thị trường có một cái tin tức rất là quan trọng liên quan về cái vấn đề lạm phát này, đó là cái chỉ số, cái báo cáo về CPI, báo cáo lạm phát của cái tháng 4 sẽ được công bố. Theo đó thì chúng ta, thị trường đang dự đoán rằng là cái CPI nó sẽ lại tiếp tục vẫn ở giữ ở cái mức tăng lên, mặc dù rằng là nó tăng không mạnh bằng cái quý kia, bằng cái kỳ trước, thế nhưng mà nó vẫn sẽ tăng 0,2%. Nếu như điều này mà xảy ra thì nó sẽ càng thổi bùng thêm cái mối lo về cái lạm phát hiện tại. Và nếu như Bond Yield tiếp tục tăng thì có khả năng cái cổ phiếu về công nghệ sẽ còn tiếp tục bị bán tháo nữa, Và trong cái bối cảnh đó thì toàn thị trường chung sẽ, mình nghĩ là sẽ khó tránh khỏi một cái sự điều chỉnh sâu hơn nữa. Ở đây thì cái chỉ số S&P 500 mọi người nhìn thấy rằng là cũng giống, cũng khá là tiêu cực, đóng nến cái ngày hôm qua khá là tiêu cực đúng không ạ? Nhất là trên cái biểu đồ tuần thì mọi người có thể nhìn thấy đây giống như là một cái nến, mẫu nến engulfing đúng không? Một cái mẫu nến engulfing dự báo rằng giá có thể sẽ còn điều chỉnh sâu hơn nữa. Trong cái bối cảnh đó thì rõ ràng rằng là chúng ta sẽ hạn chế cái việc mua vào trong cái thị trường chứng khoán, thay vào đó thì tìm các cái cơ hội bán ra. Cái vùng hỗ trợ hiện tại là 4.130 này, có thể sẽ giúp cái chỉ số này hold một thời gian ngắn, nhưng mà theo cái quan điểm của mình nó sẽ khó mà duy trì được lâu. Thị trường có thể sẽ phục hồi một chút nhưng mà sẽ tiềm ẩn cái khả năng còn đi xuống sâu hơn nữa nha, về cập nhật cái xu hướng chính thì mình vẫn của các cái đầu kiểu xu hướng chính của các cái cặp tiền tệ thì mình vẫn có cái kỳ vọng rằng là các cái tài sản mang cái tính trú ẩn như là đồng đô và đồng yên sẽ phục hồi nhiều hơn. Với cái đồng đô thì chúng ta thấy rằng là cái vùng hỗ trợ tại cái vùng 90 này đang phát huy vai trò. Khi mà nến ngày hôm qua giá giảm xuống phía này thì ngay lập tức lại cover, phục hồi trở lại, mọi người nhìn thấy không? Phục hồi trở lại. Và trong cái bối cảnh đó thì rất có thể nhóm các cái cặp tiền chính thuộc G7, nhất là nhóm các cái đồng tiền hàng hóa bị chi phối thêm bởi cái tâm lý tiêu cực trên thị trường chứng khoán sẽ điều chỉnh sâu hơn. Về chiến lược cụ thể thì đối với cặp tiền EU, mình kỳ vọng nó sẽ đi xuống những cái vùng giá thấp hơn trong cái phiên trading ngày hôm nay. Lý do mọi người nhìn thấy thì đây giống như là một cái mẫu hình hai đỉnh, mẫu hình hai đỉnh hình thành ngay tại kháng cự đúng không ạ? Mẫu hình hai đỉnh hình thành tại cái vùng kháng cự chỗ này đúng không ạ? Tất cả chỗ này được tính là mẫu hình hai đỉnh hình thành tại kháng cự, và nó dự báo giá sẽ còn đi xuống những cái vùng giá thấp hơn. Do đó cái chiến lược hiện tại thì trong cái ngày hôm nay thì tôi ưu tiên canh tìm cái cơ hội sell xuống đối với cặp tiền EU này. GU cũng như vậy. Mẫu hai cái chart nhưng mà cùng một cái mẫu hình đúng không ạ? Đều là một cái mẫu hình M formation.
Với GU thì chúng ta có Egan Finch đã đỉnh. Và do đó cái chiến lược phù hợp hiện tại thì sẽ là canh tìm cái cơ hội bán xuống trong bối cảnh đô cái tài sản cái đồng tiền trú ẩn như đô đang phục hồi. Đặt tiền UG. UG thì tôi đang kỳ vọng giá sẽ có một cái sự tăng trở lại. Tức là cái sự mạnh lên của đồng đô sẽ áp đảo được cái sự mạnh lên của cái đồng yên của đồng yên. Lý do thì chúng ta có hai cái lý do. Về thuần kỹ thuật thì ở đây mọi người có thể nhìn thấy rằng đây là một cái mẫu hình hai đáy với một cái long pin bar tại cái second leg của W formation đúng không ạ? Điều này nó dự đoán cái long pin bar này indicate cái higher price, tức là chỉ ra cái mức giá kỳ vọng có thể sẽ cao hơn. Và thêm vào đó thì ở đây mọi người có thể nhìn thấy rằng là cái yếu tố dẫn dắt cho cái cặp tiền UG hiện tại ấy, đó là cái chênh lệch lợi tức trái phiếu chính phủ của Mỹ và Nhật thì đang đi lên khá là ấn tượng, đang đi lên khá ấn tượng, đang đi lên khá ấn tượng đúng không ạ? Điều này có thể sẽ làm cho cái cặp tiền của UG này đi lên cao những cái ngưỡng giá cao hơn trong cái bối cảnh giá giảm như thế này mà ở đây thì lại thể hiện ra một cái chart. Ở đây thể hiện ra một cái chart. Một cái bẫy giá đấy, bẫy thanh khoản khi giá clear cái vùng stop loss phía bên dưới, mọi người đặt stop loss tại đây thì hầu hết bị clear. Đấy, và cái bon yield đi lên như này thì rất có thể là market maker họ đang thu gom khối lượng đi lên. Đối với bộ ba đồng tiền hàng hóa thì tôi giữ cái quan điểm rằng là nó sẽ còn giảm sâu và thậm chí còn giảm mạnh hơn là EU và GU này. Lý do là ngoài cái tác động của việc đồng đô phục hồi thì cái thị trường hàng hóa còn đang bị chi phối bởi cái tâm lý tiêu cực trên thị trường chứng khoán. Đấy, do đó tôi kỳ vọng đối với AU thì giá nó sẽ giảm về những cái vùng giá về thấp hơn. Và hiện tại thì chúng ta mọi người có thể nhìn thấy rằng là cái vùng chỗ này nó giống như là một cái mẫu hình gọi là pin ba tại đỉnh, tại kháng cự đúng không ạ? Pin ba tại kháng cự. Điều này nó có thể sẽ mang cặp tiền AU này xuống những cái vùng giá thấp hơn. Chiến lược chi tiết thì mọi người có thể tìm về những cái biểu đồ thấp hơn. Thì rõ ràng rằng là hôm qua thì phiên trading ngày hôm qua thì giá đã có một cái sự phục hồi về cái mức Fibo 50 và đang điều chỉnh giảm trở lại. Sau đó cái vùng này cũng có thể là một cái vùng bán ra tiềm năng nhé. Vùng giá hiện tại đấy chính là một cái vùng giá bán ra tiềm năng đối với AU. UC thì cũng như vậy. Tôi có một cái kỳ vọng rằng là UC sẽ đi lên nhưng mà cũng không quá là bullish, quá là bullish được, tại vì lý do là Canada hiện tại là một trong những đồng tiền mạnh nhất trong thị trường hiện tại. Nhưng mà tuy nhiên với cái đà phục hồi của đô thì rất có thể là ít nhất cặp tiền này sẽ chứng lại được cái đà giảm của mình đã. Chứng lại được cái đà giảm của mình. Và có một những cái sự phục hồi điều chỉnh nhẹ thì đó chính là những cái cơ hội để cho chúng ta tiếp tục sell xuống đối với UC trong dài hạn. Chừng nào mà The Fed còn chưa thay đổi được cái chính sách tiền tệ của mình thì chừng đó đồng tiền Canada sẽ outperform, sẽ thể hiện những cái tốt hơn so với lại đồng đô nhé. Còn NU thì đương nhiên là sẽ chạy chung hướng với lại của cặp tiền của AU rồi. Hai cái mẫu chart giống hệt như nhau trên cái biểu đồ daily cùng tạo ra một cái mẫu nến small engulfing tại kháng cự daily. Và chúng ta kỳ vọng giá sẽ điều chỉnh xuống những cái vùng thấp hơn. Vùng giá hiện tại cũng chính là một trong những cái vùng mà có thể sell tiềm năng đối với lại NZD USD nhá. USD CHF thì hướng đi là đi lên, kỳ vọng là hướng đi là đi lên. Hiện tại thì mọi người có thể nhìn thấy rằng là sau khi mà giá giảm về cái vùng quá bán dưới này. Vùng quá bán dưới này mọi người nhìn thấy thì có thể nhìn thấy ngay rằng nó là đang ở vùng quá bán phía dưới này đấy. RSI. Đó. Khi mà giá giảm một cái nến trắng mạnh như này á, thì cái vùng phía bên dưới này nó chính là một cái vùng quá bán, thì giá đang phục hồi lại từ vùng quá bán. Nhớ là giá đang phục hồi lại từ vùng quá bán. Kèm theo đó là cái xu hướng của đồng đô đang đi lên hiện tại, thì chúng ta kỳ vọng có cái kỳ vọng rằng là cặp tiền USDF sẽ phục hồi về cái kháng cự phía trên này, tức là vùng 0.9080 ạ.
0.9080, tức rơi với đó khoảng tạo khoảng 50 pip nữa, khoảng 50 pip nữa. Và đặc biệt rằng là nếu như anh chị em mà giao dịch cái UCSF tại UC thì ở tại IC Market thì sẽ nhìn thấy rằng là cái cặp tiền này hiện tại đang có, nếu như long cặp tiền này thì hiện tại đang có swap dương. Swap dương có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là nếu như chúng ta giữ cái lệnh buy thì chúng ta được hưởng cái phí swap dương qua đêm. Mặc dù cũng nhỏ thôi nhưng đây sẽ là một động lực để cho chúng ta, nếu như mà anh chị long, tức là mua buy cái cặp tiền UCSF này á, thì chúng ta có thể giữ trong cái thời gian dài hơn mà không lo ngại cái việc phí qua đêm. Long nha chứ không phải là short. Nếu như mà short tức là sell á thì sẽ bị phí âm nha. Đây là một trong những cặp tiền hiện tại đang hiếm hoi trong thị trường mà thể hiện được cái swap dương này nhá. Đấy, và chúng ta sẽ cái chiến lược có thể sẽ mua và kỳ vọng giá sẽ tăng lên đến cái vùng 0.980 này. 9080. Vàng, vàng ngày hôm qua thì có một cái cú vàng chạy rất là sát theo những cái nhận định của chúng ta, đó là cái vùng này có thể sẽ consolidation, tức là sideway, và thậm chí có thể sẽ bị bán xuống. Thì tôi vẫn giữ cái quan điểm như trong cái phân tích ngày hôm qua, đó là vàng sẽ có thể tiếp tục sideway trong cái phạm vi này và tiềm ẩn cái khả năng bị bán xuống bất cứ lúc nào nhé. Lý do là cái Bon Gia hiện tại thì đang phục hồi. Bon Gia đang phục hồi, và nếu như Bon Gia còn đi lên mạnh trong cái thời gian tới và báo cáo lạm phát ngày hôm nay mà ra tốt hơn tiên đoán thì vàng có khả năng sẽ còn bị bán tháo nhiều hơn. Vàng có khả năng sẽ còn bị bán tháo nhiều hơn. Đó, cái hướng đi của Bon Gia hiện tại thì có vẻ như khá là rõ rồi. Khá là rõ. Đấy. Và do đó chúng ta kỳ vọng vàng sẽ có những cái điều chỉnh xuống sâu hơn. Đối với bộ ba cái chỉ số chứng khoán thì hiện tại chúng ta ưu tiên canh xuống. Còn cái việc giao dịch cổ phiếu trên cái thị trường cổ phiếu thì có lẽ rằng là trong cái bối cảnh Bon Gia phục hồi như thế này á thì cái cơ hội mua vào nó nằm ở nhóm cổ phiếu về tài chính và năng lượng và nguyên vật liệu. Tài chính, năng lượng và nguyên vật liệu. Ở đây thì mọi người thấy rằng là cái ngày hôm qua thì cổ phiếu năng lượng và tài chính giảm rất là mạnh. Nhưng mà đó theo dưới cái góc nhìn của mình thì đó chính là cái cơ hội để cho mọi người mua vào hàng giá rẻ. Ở đây mọi người nhìn thấy là cổ phiếu năng lượng ngày hôm qua giảm mạnh nhất 2,57%, kéo đi ngay sau đó là cổ phiếu tài chính 1,77%. Nhưng mà hai cái nhóm này suy giảm trong cái bối cảnh Bon Gia tăng lên, trong cái bối cảnh Bon Gia hay là lợi tức trái phiếu tăng lên là một điều rất là bất hợp lý. Do đó rất có thể đây chính là cái cơ hội để cho mọi người mua vào các cái cổ phiếu về năng lượng và tài chính giá rẻ. Đấy, thời kỳ qua thì rõ ràng là năng lượng và tài chính đang gọi là áp đảo các cái nhóm ngành khác, và hiện tại RSI thì cũng tiệm cận cái vùng quá bán tại 70 này. Do đó cái sự điều chỉnh là tiềm năng có thể xảy ra. Hai nữa là giá đang trading tại cái vùng kháng cự trước đó tại 54. Do đó tôi không lạ khi mà nhìn thấy cái XLE này có cái sự điều chỉnh. Nhưng mà đó thì theo tôi đó là cái khi mà XLE này điều chỉnh chính là cái cơ hội để cho chúng ta có thể tiếp tục mua vào cổ phiếu năng lượng. Thì trên đây là có bản tin cập nhật thị trường ngày 12 tháng 5, mùng 1. Hôm nay là mùng 1 tháng 4 âm lịch đấy. Thì xin chúc quý vị và anh chị có một ngày giao dịch và một tháng trading thành công. Xin được kính chào quý vị và anh chị trong những cái bản tin tiếp theo.